Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình đã trở lại đây sau một ngày dài làm việc đằng đẵng, mệt nhọc với bao nhiêu lo toan. Và mình cảm thấy thực sự yên lòng khi về nhà luôn luôn có anh bạn Bobby chào đón. Ngày hôm nay khi mà mình đi làm thì mình được người đồng nghiệp tặng cho một cái thứ đồ ăn. Đây là một món ăn rất là quen thuộc, ngon và bổ dưỡng. Mặc dù hiện tại nó đang nằm trong top 10 món ăn kinh dị nhất trên thế giới, nhưng mọi người có thể đoán ra đây là món gì rồi đúng không ạ? Ta-da! Trứng vịt lộn. Bình thường thì mình rất thích ăn trứng vịt lộn, nếu như mà có thêm cả rau răm và gừng nữa thì thực sự là hết ý. Tuy nhiên có lẽ bản thân mình chưa xử lý được cái đống trứng này bởi vì là mình đang bị đau bụng tiêu chảy. Nhưng không sao, anh bạn nhỏ bé của mình chắc chắn sẽ giúp mình xử lý cái đống này. Và ngày hôm nay trong cái vlog mới nhất của mình thì xin mời các bạn hãy cùng xem phản ứng của chó Corgi, xem khi được cho ăn trứng vịt lộn thì chúng như thế nào nhé. Với Bobby thì mình sẽ cho Bobby ăn một quả thôi. Cái đống này có lẽ là sẽ dùng được trong tận hơn một tuần cơ. Và tại sao mà mình chỉ cho Bobby ăn mỗi lần một quả thì mời các bạn xem kỹ hơn trong vlog này nhé. Bobby. Ba nấu thử cho con ăn nhé. Tận 6 quả trứng như thế này thì không thể nào mà ăn hết được, cho nên mình sẽ cất bớt vào tủ lạnh. Xong rồi nhé. Bobby. Một quả ở đây thì phải rửa cho sạch. Sau đó thì chuẩn bị nước để đun lên. A few moments later. Như vậy là đã luộc xong một quả trứng vịt lộn cho Bobby rồi. Bobby ơi. Đồ ăn của con đây cơ mà. Thích không? Nghỉ xem có thích không? Chưa thấy món này bao giờ đúng không? Đã bắt đầu liếm liếm rồi. Cẩn thận nóng nha. Liếm nhiệt tình nhỉ? To quá đúng không? Để ba dằm vào cho con nhé. Như vậy là mình đã dằm nhỏ ra đây rồi. Bobby, cứ kiếp nhá. Ăn ngon lành luôn. Ngon không Bobby? Nào, để trong bát. Tha lôi ra ngoài như thế này, bắt ba tí nữa phải dọn nhà. Hết nhãn luôn. Hết rồi. Như vậy
vậy là vừa rồi mình mới cho Bobby thử nghiệm món trứng vịt lộn ăn lần đầu tiên trong đời. Nhưng mọi người thấy là Bobby khá là thích cái món ăn này, ăn hết sạch chành xanh luôn. Thì nhân cái vlog này mình cũng xin phép được giải thích cho các bạn là có nên hay không cho các chú chó, đặc biệt là chó Corgi của mình ăn trứng vịt lộn. Thực tế là có rất nhiều các bạn chủ chó là rất là chủ quan trong cái việc là cho những cún con nhà mình ăn những cái thức ăn thông thường. Tuy nhiên là các bạn không biết được rằng là với rất là nhiều đồ ăn ngon hoặc là sạch sẽ đến mấy mà không biết cách chế biến hoặc là không biết cách cái sử dụng cho thú cưng thì đôi khi nó cũng gây ra được cái sự nguy hiểm. Thực tế thì để cho cún cưng của nhà các bạn phát triển một cách hoàn thiện nhất thì trứng và có thể kể đến như là trứng vịt lộn là một thành phần không thể thiếu trong cái thực đơn. Và mình xin khẳng định rằng cái việc mà cho chó, đặc biệt là cho Corgi ăn trứng vịt lộn sẽ là rất tốt nếu như chủ của chúng cho ăn đúng cách. Người đều biết là ăn trứng vịt lộn thì rất là bổ ích cho sức khỏe của con người, và đối với chó thì cũng vậy. Trong trứng vịt lộn thì thành phần của chúng có rất là nhiều cái loại protein, vitamin, rất nhiều dưỡng chất, đặc biệt là vitamin D thì sẽ giúp cho các cái chú cún của nhà các bạn có cái bộ xương vững chắc, không những thế là sẽ có sở hữu một cái hàm răng rất là khỏe. Ở đây mình bonus thêm một điều, đó là cái vỏ trứng thì thực ra cũng khá là tốt cho sức khỏe của các bé cún. Để cho chúng ăn được thì các bạn đầu tiên là sẽ phải luộc cho thật là chín, và đừng quên là rửa sạch sẽ đã nhé. Sau đó thì nghiền nhỏ vỏ ra và trộn vào cái thức ăn hàng ngày của chúng. Thì cái việc mà ăn cái vỏ trứng này sẽ giúp cho các chú chó được bổ sung canxi rất là nhiều. Tuy nhiên nếu mà thực sự cái đường dạ dày của chú cún nhà bạn nó không thực sự được tốt thì cũng không nên, và hạn chế cho chúng ăn cái vỏ trứng này thôi nhé. Có một số cái lưu ý khi mà cho chó Corgi ăn trứng vịt lộn mà các bạn cần nhớ. Thứ nhất đó là mỗi tuần thì chỉ nên ăn một vài quả, và mỗi ngày thì không nên ăn quá một quả một ngày. Mặc dù ăn trứng vịt lộn thì sẽ giúp cho các chú cún nhà bạn thì sẽ có được một bộ lông bóng mượt cũng như là da khỏe. Tuy nhiên là các bạn không nên cho chó ăn quá nhiều, nếu không sẽ bị thừa dưỡng chất. Thứ hai đó là khi mà nấu cái trứng vịt lộn thì đặc biệt là nấu thật chín. Thông thường thì mình nấu trứng vịt lộn là rơi vào khoảng 5 phút, sau khi nước sôi này mình thả trứng vào và mình đợi thêm 15 phút nữa để cho chín từ ngoài vào trong. Là với các một số loại quả trứng vịt lộn ấy thì sẽ rất dễ là có sán hoặc là một số cái chất bẩn ở trong cái quả trứng mà nó chưa được nấu chín kỹ. Mặc dù là cái việc nấu chín kỹ thì nó sẽ làm bị tiêu hủy đi một số cái protein có lợi cho chó. Tuy nhiên là các bạn cũng nên cân nhắc, bởi vì là thực tế thì cái phần protein bị tiêu hủy do nhiệt độ ấy nó sẽ không đáng kể là bao nhiêu. Một điều thứ ba đó là khi mà đã đun sôi rồi thì các bạn nhớ là nên để nguội và hơi ấm một chút để cho các chú chó có thể ăn ngon miệng hơn, và tuyệt đối không được để nóng quá, bởi vì một số chú chó sẽ bị bỏng lưỡi hoặc là bỏng dạ dày, vì là bản tính của nhiều chú chó con thì là ham ăn nên là chúng sẽ bất chấp, chỉ cần thấy ngon rồi chúng sẽ sang ăn liên tục. Như vậy là vừa rồi mình đã có một số cái chia sẻ về việc là cho chó con, đặc biệt là chó có gây ăn trứng vịt lộn, và hy vọng là những chia sẻ của mình có ích. Và nếu như các bạn thấy kênh vlog của Dớ Dẩn hay thì đừng quên ủng hộ mình và Bobby một like và subscribe để nhận được những cái video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn.